Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với tin tức 24 giờ HD. Trong bản tin trong nước và quốc tế ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua. Bóc trần luận điệu dối trá, đảng càng chống tham nhũng, dân càng mất niềm tin. Quý vị và các bạn thân mến, thành quả của công cuộc phòng chống tham nhũng làm cho mọi luận điệu công kích, xuyên tạc về công cuộc trừ gian diệt họa trở nên lố bịch và nực cười. Thành công của công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay khiến cho các thế lực xấu và thù địch càng thêm cay cú, điên cuồng. Chúng kiếm cớ xuyên tạc sự thật, gieo rắc tâm lý hoang mang, nghi ngờ rằng càng đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực thì niềm tin của nhân dân vào Đảng càng giảm sút, sự thật có như chúng gieo rao hay không. Sự thật sáng ngời bóc trần sự bịa đặt đèn tối. Báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022 cho biết, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 3 ủy viên Bộ Chính trị, 1 nguyên ủy viên Bộ Chính trị, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Trong 10 năm qua, đã khởi tố điều tra 19.546 vụ với 33.868 bị can, truy tố 16.699 vụ với 33.037 bị can. Về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế, trong đó tội phạm về tham nhũng đã khởi tố, điều tra 2.657 vụ với 5.841 bị can. Nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, kể cả những vụ việc tồn đọng từ nhiều năm trước và các vụ án xảy ra trong các ngành, lĩnh vực, chuyên môn sâu, hoạt động khép kín, bí mật, được cho là vùng cấm, nhạy cảm, cả khu vực công và khu vực tư đã được tập trung chỉ đạo điều tra, đi sâu làm rõ bản chất chiếm đoạt, vụ lợi, xử lý nghiêm minh, công khai, cán bộ sai phạm liên quan đến các vụ án, trong đó có 37 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, cả đương chức, nghỉ hưu, bị xử lý hình sự. Như vậy, kết quả của công cuộc chống tham nhũng tiêu cực cho thấy động cơ trong sáng, tinh thần quyết chiến với tham nhũng tiêu cực của đội quân tiên phong vì lợi ích, hạnh phúc của nhân dân, của dân tộc, chứ chẳng phải là đấu đá của phe cánh trong nội bộ. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân, của dân tộc. Tất cả quyền lực thuộc về nhân dân và không cho phép bất cứ một phe phái lợi ích nào tồn tại trong bộ máy chính quyền. Mọi việc làm trong công cuộc phòng chống giặc nội xâm đều nhằm đến việc xây dựng một nhà nước kiến tạo sự phát triển, liêm chính, chí công vô tư, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Có thể thấy rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong phòng chống tham nhũng tiêu cực và ý chí nguyện vọng của nhân dân đã hòa quyện thành một khối thống nhất, không thể chia tách. Vì thế, càng đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực bao nhiêu thì nhân dân lại càng thêm ủng hộ, tin tưởng vào thủ lĩnh chính trị của mình bấy nhiêu. Theo kết quả điều tra dư luận của xã hội do Ban Tuyên giáo Trung ương tiến hành mới đây, tuyệt đại đa số ý kiến của người dân chiếm tới 93% bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Sự thật này khiến cho luận điệu xuyên tạc bịa đặt của thế lực xấu, thù địch trở nên trơ trẽn và nực cười. Điểm tựa vững chắc của niềm tin. Với thủ đoạn suy diễn ngược từ những thành công trong công tác phòng chống tham nhũng, các thế lực xấu thù địch cho rằng tình trạng đụng đầu đổ đó của cuộc đấu đá nội bộ chứng tỏ rằng hệ thống chính trị của Việt Nam đang suy thoái đến mức tồi tệ, cho dù có tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy được một tổ chức trong sạch, một cơ quan liêm chính vì quyền lợi của công chúng. Chúng xuyên tạc rằng tham nhũng tiêu cực khủng, có tổ chức, có móc nối giữa nhiều cơ quan, bộ ngành đã trở thành phổ biến, thành lỗi hệ thống do bản chất của chế độ cộng sản mà ra. Làm quyền, lộng quyền, bắt tay, chống lưng cho doanh nghiệp tự tung tự tác đã trở thành chuyện thường ngày của các cán bộ có chức có quyền, nhất là người có trọng trách cao. Và nếu lò tiếp tục cháy thì nguy cơ hụt hẫng, giống cán bộ trong bộ máy công quyền là nhãn tiền, khó cứu chữa, tâm lý chán nản, thất vọng, hoang mang, thích ra ngoài nhà nước, chủ nghĩa an toàn của cán bộ công chức, viên chức, nhân viên đang lan tràn. Có thể thấy tất cả chiêu bài trên đều bị bóc trần bởi giá trị tinh thần mang đến niềm tin của nhân dân Việt Nam đối với Đảng Cộng sản Quang Vinh. Niềm tin ấy đã được hôn đúc, thử thách qua rất nhiều những sóng gió cam go trong lịch sử và hiện tại, đồng thời có nền tảng vững chắc là sự đồng tâm, hiệp lực, gắn bó, keo sơn về mọi phương diện giữa Đảng với nhân dân. Điều này được thể hiện khi mỗi vụ án tham nhũng tiêu cực bị phanh phui, cán bộ tham nhũng bị xử lý thích đáng, nhân dân rất phấn khởi bởi bọn sâu mọt phá hoại, kẻ ăn cắp của nhân dân đã bị xử lý nghiêm minh, công lý lẽ phải, tình người đã lên ngôi, lý tưởng được thắp sáng. Nhân dân cũng đủ tỉnh táo, sáng suốt để nhận ra rằng bọn giặc trong lòng rất gian manh, quỷ quyệt. Tuy nhiên, chúng cũng chỉ là một bộ phận, là số ít và đã đang bị Đảng, nhân dân đồng sức chung tay để phòng chống sâu mọt, để cứu cả cánh rừng, trả lại màu xanh thành liêm cho cả hệ thống chính trị.
niềm tin của nhân dân còn được xây dựng trên một sự thật giản dị nhưng hết sức thiêng liêng. Trước đây, trước năm 2012, công cuộc chống tham nhũng đã được khởi động nhưng không mấy kết quả. Thậm chí có những vụ việc gây bức xúc dư luận nhưng vẫn bị trôi và quên lãng. Giờ đây, ý đảng đã hòa hợp với lòng dân, sức mạnh chống giặc, trừ gian của toàn đảng, toàn dân được cộng lực hun đúc, đã xóa bỏ mọi rào cản, băn khoăn, nghi ngờ để tiền hô bá ứng, dọc ngang thông suốt, trên dưới một lòng đồng tâm hiệp lực. Luận điệu cho rằng đụng đâu đổ đó, lỗi hệ thống, thao hóa phổ biến là sự quy chụp theo kiểu lấy số ít quy thành số đông, hiện tượng thành bản chất, bộ phận thay cho toàn thể, để hướng lái dư luận, phá hoại mối quan hệ máu thịt giữa đảng và nhân dân, phủ nhận vai trò của đảng, của nhà nước. Mỗi bước thắng lợi của cuộc chiến chống giặc nội xâm đều chứng tỏ bản lĩnh trí tuệ, sự mưu trí, dũng cảm và sức mạnh chính nghĩa của đội quân tiên phong trong việc diệt gian trừ tà hàng yêu ngày càng thăng hạng, chứ không phải là chứng tỏ sự suy thoái yếu nhược của hệ thống, cũng càng không phải đảng sợ những khoảng trống để lại sau khi cán bộ tha hóa biến chất bị phanh phui. Đảng tin vào sức mạnh vô biên, tài trí dồi dào, tinh thần xả thân cống hiến ở nhân dân. Do vậy, đảng đã tuyên bố người nào thấy mình thoái trí, thiếu bản lĩnh, run sợ, cầu an hãy rút lui, dẹp sang một bên để người khác làm, chứ không có cái gọi là rỗng cán bộ hoặc phải níu kéo những cán bộ có tư tưởng cầu an, buông chèo. Thừa hưởng thành quả của cuộc chiến phòng chống tham nhũng là nhân dân chứ không phải bất cứ một phe phái nào khác. Quyền dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng được củng cố và mở rộng. Bởi vì đảng không có lợi ích tự thân, không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân, của dân tộc, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Vì thế có thể nói đảng là đại diện cho lương tri, chính nghĩa, là đảng của dân, về phe nhân dân và kiên quyết không khoan nhượng với bất cứ một phe phái lợi ích nào đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, của dân tộc. Như vậy, với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, sự ủng hộ đồng lòng của cán bộ đảng viên và nhân dân, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ tiếp tục được đẩy mạnh để hạ những cành cây nào mục bảo vệ cho màu xanh của cánh rừng dân chủ. Thành quả của công cuộc phòng chống tham nhũng chẳng những thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng trong thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, mà còn ngày càng thắp sáng niềm tin của nhân dân với Đảng và làm cho mọi luận điệu công kích xuyên tạc về công cuộc trừ gian diệt họa trở nên lố bịch và nực cười. Giữa lùm xùm, doanh nghiệp mẹ Cường Đô La lộ ra thương vụ trăm tỷ. Thưa quý vị thân mến, mặc dù kinh doanh kém hiệu quả, dính vào những vụ lùm xùm liên quan đến pháp luật, nhưng Quốc Cường Gia Lai vẫn mạnh tay chi hàng trăm tỷ đồng đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp. Ngày 9 tháng 9, công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai gửi thông báo lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nghị quyết thông qua việc giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty cổ phần Diamond Bay từ 25% xuống còn 11,1% vốn điều lệ, tương đương giảm vốn đầu tư gần 150 tỷ đồng xuống còn 66,5 tỷ đồng. Trong đó vốn điều lệ công ty cổ phần Diamond Bay không thay đổi. Theo nghị quyết, giao dịch trên được giao cho bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc, làm đại diện vốn góp của Quốc Cường Gia Lai tại công ty cổ phần Diamond Bay và nhân danh Quốc Cường Gia Lai thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông góp vốn. Trước đó, vào hồi tháng 6 năm 2021, dưới những thông tin lùm xùm, Quốc Cường Gia Lai vẫn góp 150 tỷ đồng vào Diamond Bay để sở hữu 25% vốn điều lệ tại công ty này. Có trụ sở đặt tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ngành nghề hoạt động chính của Diamond Bay là kinh doanh bất động sản. Người đại diện pháp luật tại doanh nghiệp này là bà Lại Thị Hoàng Yến, con gái ông Lại Thế Hà, thành viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai. Đơn vị này được ghi nhận là công ty liên kết trong báo cáo tài chính của Quốc Cường Gia Lai từ quý 1 năm 2022. Đây là một trong nhiều thương vụ chuyển nhượng góp vốn của Quốc Cường Gia Lai những năm gần đây. Đáng chú ý, năm 2018, Quốc Cường Gia Lai bị Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nhắc nhở về việc chậm công bố 14 nghị quyết của Hội đồng Quản trị trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2013 đến tháng 8 năm 2017 liên quan đến chuyển nhượng vốn góp và mua cổ phần với tổng giá trị hơn 3.260 tỷ đồng tại 14 công ty. Mặc dù xuất ra hàng nghìn tỷ đồng đầu tư vào các công ty liên kết, song những năm gần đây, hoạt động kinh doanh của Quốc Cường Gia Lai không có nhiều chuyển biến tích cực. Số nợ hàng nghìn tỷ treo lơ lửng khiến cho Quốc Cường Gia Lai nhiều lần phải đi vay, trong đó có hàng chục, thậm chí là cả trăm tỷ đồng đến từ các cá nhân và các lãnh đạo. Kết thúc quý 2 năm 2021, thời điểm Quốc Cường Gia Lai góp vốn vào Diamond Bay, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai đạt hơn 10.600 tỷ đồng, giảm 800 tỷ đồng so với 6 tháng trước đó, chủ yếu là do giảm giá trị hàng tồn kho.
nợ phải trả của doanh nghiệp là 6.400 tỷ đồng. Trong đó vay nợ chỉ chiếm hơn 5 tỷ đồng, nhưng công ty đang mượn tiền các bên liên quan tổng cộng hơn 1.200 tỷ đồng, trong đó có nhiều cá nhân. Cùng thời điểm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Như Loan là mẹ của Nguyễn Quốc Cường hay còn gọi là Cường Đô La là cá nhân đang cho Quốc Cường Gia Lai mượn nhiều tiền nhất với số tiền 97 tỷ đồng. Con gái của bà Loan là Nguyễn Ngọc Huyền My cũng cho công ty của mẹ mượn 11 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Lại Thế Hà, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc, cùng với con gái là Lại Thị Hoàng Yến cũng cho Quốc Cường Gia Lai mượn tổng cộng 120 tỷ đồng. Không những vậy, nhiều năm qua Quốc Cường Gia Lai còn dính vào những lùm xùm trọng điểm xoay quanh đến dự án Phước Kiển mà kỳ vọng đầu tư của Quốc Cường Gia Lai không được như mong đợi. Ngoài ra, Quốc Cường Gia Lai còn dính dáng đến kiện tụng với các đối tác, đến nay vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm. Bà Nguyễn Thị Như Loan cũng bị cơ quan điều tra xem xét liên quan đến việc mua bán hơn 32 hectare đất thuộc tài sản nhà nước giữa công ty Tân Thuận và Quốc Cường Gia Lai với giá chuyển nhượng cao hơn với giá thẩm định, dẫn đến thiệt hại cho nhà nước 80 tỷ đồng. Cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý trách nhiệm về khả năng bà Loan có thông đồng với công ty Tân Thuận để nhận mua với giá cao hơn giá thẩm định. Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên ngày 12 tháng 9, cổ phiếu của Quốc Cường Gia Lai đạt 7.960 đồng trên một cổ phiếu, giảm 50% so với thời điểm cao nhất trong hồi tháng 3 năm 2022. Theo báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai đạt 9,37 nghìn tỷ, tăng nhẹ so với hồi đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 7.143 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho là hơn 6.800 tỷ đồng, doanh thu đạt 608 tỷ đồng, giá vốn bán hàng chiếm 553 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của Quốc Cường Gia Lai chỉ đạt hơn 25 tỷ đồng. Dòng tiền suy yếu. Theo công ty chứng khoán Tân Việt, thị trường hồi phục với thanh khoản thấp và yếu dần về cuối phiên cho thấy dòng tiền và tâm lý hiện đang mỏng manh. Thị trường đang gặp nhiều tin tức bất lợi ở giai đoạn hiện tại, đặc biệt là sự suy yếu của dòng tiền do cuộc đua tăng lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng hiện vẫn nóng. Với diễn biến hồi phục yếu dần về cuối phiên trước, thì áp lực bán nhiều khả năng sẽ quay lại trong phiên ngày hôm nay. Chứng khoán Tân Việt cho rằng duy trì quan điểm thận trọng với diễn biến thị trường trong ngắn hạn và chiến thuật duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp, dưới 50% tài khoản để bảo vệ tài sản nhằm sẵn sàng cho các cơ hội ở vùng giá thấp hơn. Theo như CCKSSI, quán tính tăng chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ kiểm lại vùng kháng cự quan trọng 1.250 điểm trong phiên tới. Nếu quay lại trên khu vực này, chỉ số sẽ tiếp tục hồi phục về ngưỡng 1.261 điểm. Tuy nhiên, nếu điều chỉnh trở lại từ vùng 1.250 điểm, chỉ số sẽ duy trì xu hướng giảm ngắn hạn với vùng hỗ trợ gần là 1.220 điểm.